Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ, số lượng người hiến máu nhắc lại tăng, lượng máu hiến năm sau cao hơn năm trước. Phong trào đã và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng, làm chuyển biến tích cực phong trào hiến máu tình nguyện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, với hàng chục chiến dịch và sự kiện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tiếp nhận 28.981 đơn vị máu của hơn 30.000 người hiến tặng. Trước những thành công đó, sáng ngày 14 tháng 6, tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2017-2018. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã khen thưởng 34 tập thể, 10 gia đình và 46 cá nhân đã có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017-2018. Năm 2018, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam và sự kiện toàn cầu Ngày Quốc tế người hiến máu tại Hà Nội. Tỉnh Thanh Hóa vinh dự có Trần Văn Sơn là một trong 100 tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh. Bên cạnh lễ tôn vinh, ngành y tế cũng đã phát động ngày hội giọt hồng và blue trắng, dự kiến tiếp nhận 1.500 đơn vị máu của các cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh và các đơn vị trực thuộc cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.